quay trở lại với Ad Channel và bọn mình đã có một chuyên mục mới mang tên là bọn mình sẽ cùng nhau đến trải nghiệm tự làm nước hoa cho bản thân. Bình thường các bạn nghĩ là nước hoa sẽ hơi xa xỉ đúng không? Ngày hôm nay thử xem là pha nước hoa thì có xa xỉ như thế không nhá. Xong lúc nào phải thơm cho bông hoa con gà. Con gà cứ gáy với bọn mình ấy. Mất tập trung quá. Mình tên là Dương, mình là người sáng tạo những mùi hương nước hoa của Cleopatra. Cleopatra cũng là một trong những thương hiệu đầu tiên của Việt Nam pha chế nước hoa và tạo ra nước hoa cho người dùng theo phiên bản cá nhân hóa. Cá nhân hóa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả quầy phòng thí nghiệm hóa học hay là gì ạ? Cảm giác nó giống phòng thí nghiệm hóa học trường cấp 2 ấy. Chào mừng các bạn đã đến quầy pha chế của Cleopatra. Và để trước khi mình chọn mùi cũng như là giới thiệu cho các bạn về những mùi hương của Cleopatra thì mình sẽ giới thiệu qua những cái khu vực ở đây. Đây là những cái lọ nguyên liệu mà chúng mình đã ủ 5 tháng với những công thức đặc biệt Cleopatra để có thể tạo ra những mùi hương nước hoa cho các bạn. Thế là bình thường mình nhớ là trong nước hoa sẽ có hương liệu tự nhiên và hương liệu hóa học đúng không? Đúng rồi. Thì bên mình thì tất cả các nguyên liệu thì đều là nguyên liệu tự nhiên và đều nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Đây là những cái mùi hương đa, nghĩa là trong này đã có rất nhiều các hương liệu trộn vào với nhau và được ủ kỹ. Tôi bỏ qua vấn đề hóa học này. Tiếp theo đến phía bên này là phía bên này sẽ là hương đơn. Khi các bạn đã thích những cái mùi hương nền như vậy rồi thì các bạn muốn có thêm là trà xanh này, bạc hà này, hoa hồng này hoặc là một số loại gỗ như gỗ hoắc hương, cây quýt hồng thì có thể mình sẽ dùng cái hương đơn này để pha và giúp các bạn. Tiếp theo là ở phần này thì đây là những công thức mà mình tạo ra. Đây là những sản phẩm của bạn luôn. Đúng rồi. Của mình, mình nghiên cứu và tạo ra những cái mùi hương này khi khách đến mình muốn tạo một cái điều gì đó đặc biệt hơn những lọ ở đây thì mình sẽ gửi đến. Có thể cho mình gửi thử. Đây là một mùi khá là sexy quyến rũ. Ôi trời ơi. Wow. Đây đừng. Phải đúng không? Ôi anh ơi bịt mũi. Mùi này là sự kết hợp của cherry và rượu vang đỏ. Đúng rồi, mùi cherry và mùi. Cùng với đó thì ở đây ở cái mùi hương mà mình vừa xịt cho bạn còn có sự kết hợp của dứa khói. Và mùi dứa khói thì là một cái nguyên liệu tươi nên cảm giác là làm dịu cái mùi cherry và rượu vang đỏ đi. Phải chia sẻ thật là em cực kỳ khâm phục và ngưỡng mộ những cái bạn mà có thể ngửi nước hoa xong rồi đoán được là trong nước hoa đấy có những cái nguyên liệu gì ấy. Thực ra là mình thì có một khoảng thời gian rất đam mê với nước hoa và mình đã sưu tầm khá là nhiều nước hoa ở nhà và xịt hàng ngày như một thói quen. Đến sau đấy thì mình bắt đầu nghiên cứu về nước hoa nhiều hơn và đến đây gặp hai anh chị founder và buồn Cleopatra. Đúng kiểu như cá gặp nước. Trước khi đến phần tư vấn thì như một cái cách để mình tiếp đón những vị khách đến Cleopatra là chúng mình sẽ mời một loại thức uống khá đặc biệt của Cleopatra, đó chính là rượu soju. Mời uống rượu trước khi làm nước hoa luôn. Thực ra một chút thôi. Em nghĩ là ngày hôm nay chúng ta rất là có duyên rồi. Trên cái cuộc này thì em nghĩ rằng là mình cùng nhau vô phát rồi mình làm việc tiếp. Ok. Nào nghiêm túc. Sang lên đi. Mời mọi người. Em mời mọi người. Là một người sáng tạo nước hoa thì ngoài việc mình nhận những yêu cầu từ các bạn, mình muốn đoán thử xem là với khuôn mặt và cái cách ăn mặc như thế này thì các bạn phù hợp với loại nước hoa nào? Ví dụ với Minh thì em thích mùi gì? Trước tiên thì với bạn Minh thì nhìn mặt của bạn khá là trẻ trung và lúc trẻ trung. Ôi dồi ôi! Bạn đoán thêm bạn Minh này sinh năm bao nhiêu? Chắc là 93. Cho mình xin thêm ý rượu của bạn là đây là năm 1999. Thực ra đấy chỉ là một câu bông đùa của mình thôi. Ok. Mình nghĩ bạn sẽ là một người trẻ năng động. Mọi công việc mà sếp giao cho bạn, bạn đều lăn xả vào làm và là một người dùng tuổi trẻ của mình để cống hiến. Trầm tối hơn. Khá nội tâm thì mình nghĩ là sẽ có một mùi mà hôm nay chúng mình vừa mới khui những cái thùng cuối cùng ở trong cái lô này về. Vì ở bên mình ấy, ngoài khi chúng mình nhập một số lượng lớn những cái loại tinh dầu từ Pháp về thì chúng mình sẽ giới hạn những cái lọ đấy và khi dùng hết thì coi như là khai tử toàn bộ những mùi hương đó. Và những khách hàng nào đã sở hữu cái mùi hương này thì
sẽ là đúng rồi. Nếu mà đắc đắc à, nếu mà đẳng đẳng bủ bủ lờ mau. Nếu mà muốn một cái khung cảnh mà tối một chút, hơi buồn một chút, hơi trầm tính một chút thì mùi này là gỗ phương đông. Là sự kết hợp của quả lê, long diên hương và gỗ ấm. Như kiểu bạn vừa bước vào một cái rừng gỗ nguyên sinh. Và ban đầu thì bạn đang hơi bối rối vì bạn bị lạc vào trong rừng gỗ đó. Nhưng mà chỉ một lúc sau bạn bị đắm chìm vào cái rừng gỗ đấy và bạn sẽ bị lôi cuốn theo. Và mùi này thì cực kỳ cuốn. Thì có một điều đặc biệt là nó có những thành phần thoát ẩn thoát hiện. Khi cố ngửi thì nó sẽ không thấy gì, nhưng mà chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể mang mùi hương này đến. Mùi hương này nó cũng là sự đặc biệt ở đó. Mọi người ngửi đi. Thế là anh thích mùi hương này rồi đúng không? Mùi xịt chắc chưa lấy hết mùi thôi. Với bạn Vi thì thực ra đây là một mùi hương tổng hợp của các hương hoa màu trắng sẽ tạo thành một cô gái tinh khiết, thuần khiết. Và tất cả những cái điều mà cô gái ấy nói ra đều là sự thật. Đó, những điều này Vi không có các bạn ạ. Cảm ơn thật sự luôn ý. Mọi người rất là Vi ở bất hủ, nên là mai đại không thăng. Mùi này là một mùi ngọt nhẹ, khá thanh. Mùi này thì đang để nồng độ thấp hơn mùi kia. Cá nhân mình nhá, thì mình lại thích những cái mùi nó ngọt ngọt hơn một chút. Thế thì có thể sử dụng một cái mùi sexy mà mình vừa xịt cho anh Hải Sơn. Đó. Ừ, không, nhưng mà thật sự là em thích cái mùi này. Nó sẽ là một cô gái khác hoàn toàn với hình ảnh của hôm nay bạn xuất hiện trước mặt mình. Còn đến anh Hải Sơn thì... Cá nhân anh nghĩ rằng là đôi khi người ta cảm thấy là một người phụ nữ buồn sẽ là một người phụ nữ thu hút. Nhưng với anh, một người đàn ông buồn và độc lập sẽ là những điều tuyệt vời nhất. Ok, một mùi hương khá trầm, một người đàn ông đứng đắn, có địa vị xã hội, có tiếng nói. Mùi hương này là sự kết hợp của gỗ ấm, rêu sồi và da thuộc. Quê đấy. Tôi đã tìm được mùi hương này cho các bạn. Quê đỉnh đấy. Em nghĩ là anh nên chọn mùi này. Thì các bạn có thấy ưng những cái mùi hương nước hoa này không? Và chọn những cái mùi hương mà các bạn yêu thích. Mình khá là ưng mùi này, mình nghĩ là mình sẽ pha mùi này. Mình cũng nghĩ là mình sẽ pha cái mùi sexy mà bộ đồ bó sát đi vào ba. Ok. Rồi, bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau bắt tay vào pha. Bình thường thì mình sẽ pha vào những cái lọ như thế này hay là như thế nào? Thực ra là bên mình thì sẽ có những cái loại lọ khác nhau và với mức giá khác nhau. Thì các bạn có thể chọn một loại nhỏ xinh 10ml như thế này. Hoặc là các bạn có thể chọn một cái lọ nhìn khá là sang chảnh 30ml này. Bản 50ml thì sẽ có bản nhãn đen như thế này. Và một bản đặc biệt cá nhân hóa tối đa. Tối đa? Đúng rồi. Là các bạn có thể mạ vàng và khắc tên của mình lên chai. Các bạn có thể tự tạo ra một chai nước hoa cho chính bản thân đúng mình rồi. Hoặc là đem đi tặng. Bình thường là mình mới nói về mức giá thì ví dụ chẳng hạn như là về các loại bạn có thể chia sẻ rõ hơn. Thực ra là giá bên mình thì sẽ theo mùi hương. Nói chung là về mức giá thì sẽ dao động khoảng từ 200.000 cho đến khoảng hơn 1.500.000 một chút đúng không? Đúng rồi. Mình nghĩ thì cũng là khá phù hợp cho các bạn. Và một điều đặc biệt là chỉ có các bạn có khi các bạn đến đây. Yeah. Đấy mới là cái mà bọn mình thực sự ngày hôm nay muốn. Đây, thưa mọi người, đây là anh Hiếu. Thì anh Hiếu cũng chia sẻ mình một cái rất là hay, mình khá là tâm đắc. Tức là anh Hiếu bảo là thường là mỗi tư vấn viên ở đây thì các bạn đến sẽ có những cái trải nghiệm và cái quan điểm và cách tư vấn rất riêng. Thì mình cũng muốn là một người đàn ông trưởng thành như anh Hiếu sẽ tư vấn với cả một người đang muốn trưởng thành như mình. Thì chúng ta đầu tiên sẽ có một cốc có mỏ. Chúng ta sẽ có một cái găng tay. Một cái găng tay là hai cái găng tay. Chúng ta sẽ có một chút công thức cho việc pha chế chai 50ml. Lọ 10ml của chúng ta thì sẽ có thành phần là 3g tinh dầu. Thì ở đây bạn muốn dứa khói nhiều hơn hay là cherry rượu vang đỏ sẽ là thành phần chiếm nhiều hơn. Mình thích cherry rượu vang đỏ. Nhưng mà nó khá nồng trong mùa hè, vậy nên là mình sẽ cân đối là 1.3 và 1.7. Sau khi mà chúng ta đã đủ 3g tinh dầu thì chúng ta sẽ cho dung môi cho đến bao giờ nó hiện lên bảng là 8.6g là chúng ta dừng và xử lý các công đoạn tiếp theo. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên sẽ là cherry. Sẽ cho 1.3g cherry đúng không? Cherry. Đây các bạn sẽ được
các bạn sẽ có một chiếc cân tiểu ly ở đây và mình tự đổ đúng không bạn? Không, em ơi, khóa học đi. Bao giờ cân hiện lên 1.3 thì dừng lại. 1.2 này. Rồi, ui, lên 1.4 mất rồi. Quá một tí không sao cả. Rồi tiếp theo mình sẽ cho, bây giờ bị quá rồi thì mình sẽ chỉ cho 1.6 gram. Đúng rồi, 1.6 gram dừa khói. Để đến khi nào cân lên là 3 gram và... dừng lại. Đúng rồi. Đây là cái gì ạ? Đây là cồn nước hoa. Cồn nước hoa. Là một cái loại cồn ở một cái tỷ lệ cao hơn cồn bình thường, cồn y tế bình thường để có thể làm giữ mùi hương nước hoa cũng như là tỏa hương. Cho... Bây giờ bạn để đây và bóp là được. Bóp. Tức là bây giờ là bạn ấy không cho em tự động vào nữa luôn anh, bạn ấy sợ anh rồi. Nghĩ vậy, anh cũng nghĩ vậy. Bóp đi. Đến bao giờ hiện lên 8.6 thì dừng lại. 8.6. 7.0. 8 mấy bạn nhỉ? 8.6. 8.6. Bleu. 43.4. 4.5. Ủa. Sắp xỉ. 8.6. Rồi ạ. Okay. Bây giờ là bạn sẽ cầm lên như thế này và lấy cái pipette này đấy để khuấy và nhìn cái độ hòa tan của nước hoa. Nhìn độ hòa tan của nước hoa. Ôi, cẩn thận không rơi nhé. Tinh dầu hòa tan. Đúng rồi. Chỉ cần khuấy một chút là nó sẽ hòa tan vào trong. Đang phản ứng vào một chút nó hơi bóng bóng đúng không? Vâng. Ta-da, bây giờ thì nó rất là trong mắt. Tại vì mình để hình như là nó nhiều hơn một chút so với cái lọ. Mình dừng lại được chưa bạn? Sẽ nâng cái phễu lên một chút xíu để có thể thoát khí. Bây giờ thì chúng ta đã gần hoàn thành. Ơ nhưng mình tưởng là lọ này 10ml mà lúc nãy mình ấy ở đây chỉ còn 8.6. 8.6 đấy là gam. Mới quy đổi. Còn cái kia là ml. Bây giờ thì đến một cái công đoạn khá là hay. Đây là máy lắc. Nó bạn sẽ để ở đây thì nó sẽ cảm ứng và lắc những cái ui đó như ui bạn chúng có muốn thử không? Có. Cầm chắc nhá. Ui không nhìn thấy gì. Cái này chính là để làm tất cả mọi thứ hòa tan vào đúng không? Anh hỏi là nếu bây giờ khách hàng muốn mang, họ rất thích một loại nước hoa ấy và họ mang lại nước hoa đến đây thì em có thể tạo lại được cái mùi hương ở nước hoa đấy không? Thực ra là ở trong nghề làm nước hoa ấy, thì bọn em có một cái câu bất di bất dịch là không làm fake lại nước hoa của bất kỳ một hãng nào. Sẽ là một phiên bản đặc biệt hơn, sẽ là một phiên bản cá nhân hóa cho bạn đó. Tất nhiên là em sẽ cố gắng làm được đúng ý bạn ấy, sửa đến khi nào ưng thì thôi. Tức là không phải fake mà nó là theo kiểu là... Nghĩa là nó mang lại đúng cái cảm xúc đó nhưng không fake. Thích cực. Thế thôi, được rồi. Mình lắc thêm được không? Bây giờ là để vào đây và bạn xịt thử xem mùi hương đã đúng ý chưa. Ôi trời ơi. Nó sẽ hơi nặng mùi một tí tại vì bạn để nồng độ khá là cao. Ok. Mình thích mùi này rồi đấy. Ôi, chưa bị thấy áo một tí đỏ. Ôi, mê quá. Ý là mình mê mùi hương. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả công đoạn đóng gói. Thì mình sẽ đóng gói một cái chai nắng yêu nhỏ xinh như thế này. Thế nào ạ? Đầu tiên mình giới thiệu chút nhá. Trên mỗi chai nước hoa thì nó sẽ đều có một cái ký hiệu riêng. Của bạn này là con mèo, tức là cái nền hương của bạn chủ đạo sử dụng trên này là rượu vang đỏ và cherry đúng không? Khi mà mình nhìn vào cái này thì mình có thể biết là nền nó là gì ấy. Bây giờ mình bắt đầu nhá. Đầu tiên là sẽ đây là những cái tờ giấy. Mình sẽ cuốn nó lại. Đó, sau đó mình sẽ lấy một cái dây. Sau đó thắt. A few moments later. Ta-da. Đây, còn bên này là của mình các bạn. Mình có lựa chọn một cái dịch vụ, tức là mình sẽ custom size của mình là cái phần đây là mạ vàng các bạn ạ. Và ghi tên đây là For Sơn Lu No 1. Tức là bởi vì cái này nó như kiểu là mọi người gợi ý cho mình là mình có thể tạo tự tạo thành một cái bộ sưu tập nước hoa của riêng mình. Sau đấy thì các bạn sẽ được đóng gói vào một chiếc hộp rất là xịn sò như thế này.
mình đánh giá là đây là một trong những cái điểm rất là đặc biệt của Sydney mang lại. Chúng ta sẽ có một cái sự chỉ chu. Và bọn mình đã vừa hoàn thiện việc công đoạn cuối cùng, đó chính là công đoạn đóng gói những cái chai nước hoa riêng. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cho vào túi và có một thành phẩm để mang về sau buổi trải nghiệm ngày hôm nay. So với những cái suy nghĩ ban đầu của mình về giới nước hoa, nó kiểu nó xa xỉ, nó cầu kỳ, thì đây mình thấy mọi người thân thiện hơn, nó gợi cho mình cái cảm giác gần gũi và dễ để mình chia sẻ hơn. Đúng, và cái kiến thức mình học được về nước hoa nó cũng kiểu dễ hiểu với nắm mắt. Thực ra kiểu trước đây thì mình không phải là một người quá là gọi là tinh tế để có thể ngửi được là trong một hương nước hoa có những cái mùi gì, hương gì ấy. Và sau buổi hôm nay thì mình nghĩ là mình cũng học hỏi thêm được một chút về cách mà các bạn ý có thể chế tạo ra một chai nước hoa cho mỗi vị khách hàng. Đúng, đấy. Và mình thì mình thấy là cái quan trọng là không phải là, tức là mình không cần phải là người hiểu biết quá nhiều đâu. Quan trọng là khi mình ngửi cái mùi hương ấy thì cái cảm giác của mình, cái cảm quan trọng đem lại nó là cái gì. Đấy là một cái mình rất là thích. Và thực sự là cảm ơn Sydney ngày hôm nay đã gửi tặng cho bọn mình những phần quà rất là đáng yêu như thế này. Và như vậy là bọn mình đã kết thúc video clip ngày hôm nay. Và nếu các bạn muốn tự custom, tự design cho mình một chai nước hoa theo những cái đặc trưng riêng, tính cách riêng của mình, có thể đến với các Club Bacha, địa chỉ tại số 81 ngõ 16 Hoàng Cầu. Ngoài ra thì theo anh chủ quán chia sẻ thì sẽ còn một cơ sở sắp mở ở Hồ Chí Minh và một cơ sở ở Tuyên Quang. Ở Tuyên Quang, Tuyên Quang đã mở rồi. Còn nếu bạn thích clip này thì quên like, cũng như là subscribe cho channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.